Em tên là gì nhỉ? Em tên là Lệ. Lệ á? Lệ quê ở đâu? Em ở Mường Lay. Em ở Mường Lay á? Ở tất ở tận Mường Lay đây á? Thế đây Trung thu Lai Châu như thế nào nhỉ? Vui. Thì vui á? Thế em đến Lai Châu nhiều lần chưa? Em đang học ở Lai Châu. Em học ở câu lạc bộ cộng à? Em học ở trường cấp 3 thành phố. Thế á? Thế em tên là Lệ. Lệ ở Mường Lay mọi người nhá. Dạ. Em ở Mường Lay đúng không? Em quê ở Mường Lay nhưng mà em ở đây 3 năm. Thế à? Thế là em ở đây một mình à? Em có người yêu chưa? Chưa. Thế hôm nay Trung thu em đi chơi với ai? Hả? Hôm nay Trung thu em đi chơi với ai? Em đi chơi với bạn. Thế bạn em là bạn nữ à? Hay là trai? Không. Em có biết đến fanpage vẻ đẹp lưu lê châu của anh không? À, em có. Chúc em một Trung thu vui vẻ nhá. Cảm ơn em.